Thưa quý vị và các bạn, diễn biến thị trường tiếp tục biến động, lạm phát tăng cao, giá nguyên vật liệu chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Các đơn hàng trữ lại đang là áp lực rất lớn để duy trì đà tăng trưởng. Doanh nghiệp cần chuẩn bị gì cho những tháng cuối năm 2022 để tạo đà phát triển? Các chính sách cần hỗ trợ sản xuất ra sao? Trong phần bình luận hôm nay, biên tập viên Minh Tùng sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Thưa quý vị và các bạn, 6 tháng đầu năm nay được đánh giá là không thuận lợi cho thương mại toàn cầu do biến động giá vật tư, vận chuyển, chi phí đầu vào và giá thành sản phẩm. Thế nhưng giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn tăng 16,9% so với cùng kỳ năm trước. Các nhóm ngành sản xuất có sự phục hồi nhanh khi dịch COVID-19 được kiểm soát. Giá trị xuất khẩu tăng 21,3% so với cùng kỳ năm trước. Cũng trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh có 255 doanh nghiệp thành lập mới, 80 doanh nghiệp quay trở lại thị trường. Tuy nhiên, từ quý 2 năm 2022, những biến động về thị trường, đặc biệt là lạm phát trên thế giới, đang khiến đà tăng trưởng này chậm lại. Chững đơn hàng do nhu cầu chi tiêu giảm ở các thị trường là tình trạng chung mà nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đang phải đối mặt. Mặc dù 6 tháng đầu năm 2022, công ty trách nhiệm hữu hạn nghiên cứu kỹ thuật R Việt Nam thành phố Hòa Bình vẫn duy trì đà sản xuất ổn định, doanh thu của công ty đạt gần 7 triệu USD. Nhưng đến thời điểm này, công ty cũng gặp không ít khó khăn trong việc tìm kiếm thị trường, khi mà những bất ổn trên thế giới đã khiến cho những đơn hàng lớn của công ty có chiều hướng giảm. Bên cạnh đó, giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, thiếu công nhân do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trong gần 3 năm qua, khiến cho công ty gặp không ít khó khăn. Bên cạnh việc phát triển sản xuất nhiều sản phẩm mới, công ty cũng phải chủ động sản xuất các đơn hàng lẻ, đòi hỏi kỹ thuật cao. Nếu như trước đây công ty có những sản phẩm lô lớn để có thể tiến hành gia công, thì bây giờ những cái lô lớn đấy càng ngày càng bị thu hẹp lại, công ty phải chuyển hướng sang sản xuất những lô nhỏ với hàm lượng kỹ thuật nó cao hơn để tạo ra sức cạnh tranh với cả các đối thủ cạnh tranh. Nhưng cái sản phẩm lô nhỏ này dẫn đến cái việc lắp đặt ở trong nhà máy và cái tay nghề của người công nhân phải cao hơn, và nếu như không chúng ta sẽ không thể kịp bắt được tiến độ. Nếu trước đây là lô lớn thì chúng ta 10 ngày chúng ta phải lắp đảo máy một lần. Khi giờ chúng ta chạy lô lẻ, 1 ngày chúng ta đã phải đảo một lần rồi, làm hao đi mất 30% cái hiệu suất rồi. Còn đối với những doanh nghiệp trẻ như doanh nghiệp này, những biến động về giá cả cũng ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Sau 3 năm bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, thì điều mà các doanh nghiệp trẻ cần lúc này là nguồn vốn vay ưu đãi của nhà nước. Thời gian gần đây là về giá xăng dầu nên là cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều. Và đặc biệt nó là về nguồn vốn. Chúng tôi cũng chưa tiếp cận được những cái nguồn vốn của nhà nước nên là cũng đang rất là khó khăn về cái nguồn vốn. Cũng hy vọng là có thể được tiếp cận được những cái nguồn vốn đó để còn vực dậy được công ty. Trong điểm này, chuỗi cung ứng sở thay đổi rất nhanh. Các doanh nghiệp cần có dự báo hay kế hoạch dài hạn và thích ứng, chuyển đổi mô hình sản xuất, nâng cao tay nghề của người lao động, áp dụng công nghệ thích ứng với mặt hàng mới, thị trường mới thì mới có thể giữ ổn định đà sản xuất những tháng cuối năm. Thưa quý vị và các bạn, với những doanh nghiệp để tạo đà phục hồi phát triển, đó còn là những chính sách hỗ trợ, trong đó có nguồn vốn. Do đó, để duy trì đà tăng trưởng trong những tháng cuối năm, chính phủ, các bộ ngành địa phương cần đẩy nhanh hơn, quyết liệt hơn các gói hỗ trợ phục hồi kinh tế, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp. Và các doanh nghiệp cũng cần nỗ lực nắm bắt các tín hiệu của thị trường. Để hỗ trợ các doanh nghiệp duy trì sản xuất, cùng với việc giảm thuế giá trị gia tăng, giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu, giảm các khoản phí lệ phí, thì hiện nay, nhiều ngân hàng đã được giao vốn và triển khai gói hỗ trợ lãi suất 2% đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh theo Nghị định 31 của Chính phủ. Đây sẽ là điều kiện để doanh nghiệp, hợp tác xã duy trì đà sản xuất khi mà dự báo tình hình thế giới vẫn có những bất ổn. Nhất là ý chí để triển khai một cách quyết liệt với phương châm là minh bạch và khách quan và kịp thời, và phấn đấu là không để những khách hàng của Agribank thuộc đối tượng được miễn giảm được hỗ trợ lãi suất 2% từ ngân sách nhà nước phải thụt lùi phía sau. Trong bối cảnh hầu hết các doanh nghiệp đều đang chịu rất nhiều sức ép giá cả, nên việc có tiếp cận được nguồn vốn vay với lãi suất ưu đãi sẽ góp phần giúp các doanh nghiệp có nguồn vốn để phục hồi sau những tác động của đại dịch COVID-19. Và mong muốn của hầu hết các doanh nghiệp lúc này
là gói vay vốn hỗ trợ theo Nghị định 31 được triển khai kịp thời và có hiệu quả. Rất là mong các cấp các ngành có thể tạo điều kiện để cho các đơn vị doanh nghiệp ở trong câu lạc bộ cũng như là trong hội của chúng tôi có điều kiện được tiếp cận với những cái vốn vay mà cái quy trình để thực hiện vốn vay nó có thể là đơn giản hơn. Tổ chức cho chúng tôi những cái buổi tọa đàm có cả bên ngân hàng nữa để họ có thể giới thiệu những cái quy trình để cho hội viên của chúng tôi có thể tiếp cận được cái nguồn vay đó. Với các gói hỗ trợ phục hồi phát triển kinh tế của chính phủ được triển khai và phát huy tác dụng, cùng với sự chủ động, nỗ lực vươn lên của các doanh nghiệp, nhà đầu tư, hy vọng các doanh nghiệp sẽ giữ đà sản xuất ổn định trong những tháng cuối năm, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng đạt 9% như kế hoạch đề ra. Thưa quý vị và các bạn, ngay từ những ngày đầu năm, chính phủ đã trình Quốc hội thông qua gói kích cầu phục hồi và phát triển kinh tế có giá trị gần 350.000 tỷ đồng. Năm 2022 cũng là năm giảm thuế mạnh nhất từ trước đến nay, như giảm thuế giá trị gia tăng cho một số hàng hóa dịch vụ, giảm 50% thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu, giảm 37 khoản phí lệ phí, hỗ trợ lãi suất 2% đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh. Đây là những giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho người dân doanh nghiệp thuộc các ngành nghề lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, tiếp cận nguồn vốn để ổn định và phát triển. Và thực tế sau thời gian dài ảnh hưởng của dịch cho thấy chính sách sát thực tế, triển khai nhanh, phản ứng chính sách kịp thời thì mới hỗ trợ thực sự cho doanh nghiệp. Và đến đây thì phần bình luận của tôi cũng xin được kết thúc.